Vừa này đâu có thấy, mới ra bỏ tàu quất con nè các bạn thấy chưa, chưa bỏ tàu xuống này quất con rồi. Bên này ý kiến của thánh lầy á nè, tàu còn trên bờ nè. Bên này thánh thánh lầy đi bắt ếch mà đòi ở nhà gặm xương bò không các bạn. Không biết nó mua đồ bắt chánh gì đây, đồ gặm xương bò tối lai rai hay gì vậy. Em vừa nghe cái tiếng anh nó âm á, nghe tiếng âm là vừa lại trốn vợ ra hồ tiếp các bạn ơi. Rồi, tắt rồi cho các bạn, giờ này khó đi quá. Chứ nó quay cho các bạn coi cái. Thấy đường không? Coi chừng nó còn dính là rong á. Thấy đường này không? Phía bên này. Ồ, đèn pin giờ yếu quá các bạn ơi. Ếch chưa có, đèn pin yếu quá. Điều này chắc hết pin mà không có ếch quá. Quả của tối hôm nay không có được nhiều như mấy bữa, nhưng mà la rai cũng được nồi cháo các bạn ơi. Bỏ thòng vô, bỏ hết vô đó, trút ra. Bữa này thật sách quá, hết nó đi ấy hết rồi, nó rượng được rượng cái hết rồi. Vô đây được nồi cháo không nha. Thứ dữ luôn chứ không được. Hả? Ồ, hình như đây đường nồi cháo ha. Thôi quyết định như đây ha. Ồ, thành quả ha. Tiếng tiếng gai đây em. Thấy gì chưa? Bữa nay không có dít thùng giống như bữa. Hả? Gai cho chặt chặt á, tối nó ra hết á. Nè, nó tiếng dữ nè. Bữa nay là vừa đi tàu, vừa lên bờ đứng ngang mà không bằng mấy bữa các bạn ơi. Tưởng ăn lá TNT rồi mà không ngờ vẫn có ít tươi. Đây này bầm ra nồi nồi cháo là ngọt luôn á Tiên. Nghe bầm đây, bầm hành mỡ tiêu vô nấu cháo là ba phát luôn á. Không lột lột da để nguyên con xà lan thôi. Ok. Ngày mai làm món cho các bạn ăn thưởng thức rồi kìa. Bye các bạn ơi, phê rồi. 2 giờ mấy sáng rồi. Bye bye Tiên. Bye Nghiên. Bye bye to you.
lại thành quả của chuyến đi săn ếch nữa các bạn ơi. Ít lắm, bữa nay tối nay chỉ có được mười mấy em thôi, nó nhỏ không có được bự lắm, mà cũng được hai dĩa bự thôi, với thêm con gà chạy bộ hấp xả lâu lắm rồi không ăn xả. Chút xíu nữa gà hai bắp luộc luôn mama. Chờ tôi rửa tới rồi hai bắp luôn. Già không em, hello. Vừa hả? Trời nắng này nó mau già lắm. Tối về sảy cũng hai ba con. Bên đây thu quần quạch bắp nha các bạn. Ác vậy nè. Vô trong đây nè. Em bứt mấy cái bự thôi, mấy cái nhỏ được bứt. Đó mấy cái đó. Lấy cái bông này hái vô cái thằng không? Không biết gì Phượng biết làm gì đó đó. Mấy cái đó em bứt hết đi. Ờ đó mấy cái đó. Bắp không biết bẻ. Anh tới bẻ. Vô bẻ. Bỏ này xuống. Để... đó để vậy đó rồi đây hả, thấy chưa, thấy chưa đâu bự rồi nhỏ thế rồi cái trái này nhỏ mẹ còn mấy trái nhỏ nhỏ kìa, hột bự không à, không có đâu. Đó đó lần đầu tiên làm chuyện ấy. Mình nôn nôn mới ngon, nôn nôn mới ngon chứ, ăn nôn nôn mới đã. Đó đó, thì Phượng chỉ tách ra chứ thấy hột á, ẻ không? Đó đó, ở đó ẻ đây đó. Đủ chưa? Đủ, quất hết rồi. Ở trong kia mấy cái bự kia mà. Ủa, rau bắp nấu nước làm gì? Nó uống cho nó mát. Phải không? Dạ. Mấy trái trong bự bự á, Nguyên bứt hết mấy trái trong bự bự á. Coi trái bự bự bứt à. Cái bí đỏ này nó cam nữa. Kinh công. Ok, được á, được. Bứt thêm hai ba trái nữa đủ ăn á, thuốc trong á. Đó đó. Ồ trái nó nhỏ sao bớt, ở trái bự không bớt. Ờ nó nhỏ sao hộp nó to vậy. Ừ. Tại cái giống nó nhỏ. Được hả? Đủ đủ luộc bữa nay chưa? Mai luộc tiếp. Ok. Ồ ác không. Mới thu hoạch bắp rồi chứ. Ếch bắt ếch ếch thì phải ăn luộc bắp ăn thêm thôi. Hả? Ủa bí quá trời rồi các bạn ơi. Nghiêng. Mấy cái apple pear kia trái nào vàng vàng là ăn nó ngọt ngọt hơn hết rồi nghe. Quá trời bí à. Bí bầu dưa leo tùm lum. Nằm trốn rồi. Chị bước một đống trong kia à. Em hái này bữa nào nhiều quá, sắc đây làm gỏi dưa leo ngon lắm. Ừ, chị bước một đống đem vô luôn. Ở đây nè. Đem vô luôn. Sắc làm gỏi nè, đó là bước mấy cái kia tới. Mấy cái bê đây nè. Cái đây nó lớn nè. Ừ. Ngon, em thấy cái trái nào mà nó đỏ đỏ là bước là ngọt đó 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 đó. Đó. Đó 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 dạ. Đó, đó. Yeah. Bước bữa đó là nó ngọt á. Hôm nay là đi câu cá là trúng luôn rồi các bạn ơi. Câu cá là khỏi sợ, khỏi mang thêm nước luôn. Đây nè, có thằng trái nó trời trời cao quá. Thôi, khỏi đi. Nhiều lắm. Vượng chỉ bức gì, ăn chỉ thấy ngọt ngọt rồi. Ủa, bên này trái bự bự không nha.
Lấy ớt chảo gì không? Cho bầu nữa hả? Cây nè. Đó, các bạn thấy chưa, bắp bên nhà năm nay trồng ăn thử ra sao nhé. Được chục chục em. Đây nữa nè, em mới đây nè, để cho nó bỏ cho nó gọn. Được rồi đó, vậy đó. Trong xe mày có cái con gì vậy? Cái đậu nó bỏ cho hết mấy trái nó luôn. Vô dừa ba trái nữa. Để lâu lắm rồi, ra xẻ để lâu lắm rồi mình mới bỏ ra rác nè ha. Được rồi. Gà hấp xẻ các bạn, cái này là không có đổ nước gì hết đó nha. Chỉ bỏ xẻ rồi dần lửa riu riu lên. Ờ, chín rồi. Quá dữ rồi. Ô, nhiều người Việt Nam mình tới ở trước đó rồi đó. Ồ, phải không? Cái nhà đó nhiều người Việt Nam tới ở trước rồi đó. Ồ. Ồ, thấy cũng hấp dẫn đó chứ. Còn cái gì nữa? Bề trống muối tiêu. Muối tiêu thôi hả? Muối ớt hả? Ở đất chanh lên đó hả? Ồ. Thôi khách khứa chưa tới, mình làm ớt xào bầu lai rai trước đây, đưa cây trước đây. Mời đây Thanh Lai, hồi tối qua đi bắt về sớm, ớt hết mùa. Tính em cũng được mười mấy con thôi chứ. Ờ, gì nó xảy hết. Mấy em. Thôi mời các bạn mới ra. Nhưng mà ngồi thì sao nó không nghe nó kêu ha. Để có nhà anh tưới cây với anh coi nhà. Em coi chim nữa, trời ơi mà lùng tư hết đi, bà xã hôm nay coi chim. Quá đạo, quá đạo. Chị đợi chứ đi hả? Bữa nay chưa không đi mà. Lùng hả? Đâu không đi mà. Đây vừa ăn rồi, khỏi còn chấm nè. Bầu này ngon nè, chứ bầu này ngon nè, cắn sực luôn á. Thấy không? Bầu trồng nhỏ lúc nào cũng ngon. Đây đâu còn chấm đâu hả? Còn chấm không? Vừa bà. Ăn kém quá. Chưa rồi. Ăn bớt giảm mặn luôn. Được rồi. Thường nay ăn cỡ này cũng phải trái chân mông. Khỏi rồi. Vừa rồi đấy. Bước theo gà chạy đi. Ủa cũng nhận cái ớt nhỏ nhỏ gì mà ăn sao nó chút xì quá nghe. Dữ á. Tươi. Bỏ chiếc xe đi ngày đi. Ớt nhỏ nhỏ, đáng lẽ anh tính là bầm nấu cháo giống như ở miền Tây á. Chị Phượng. Chị Phượng nó thôi để xào này ăn đây. Còn mấy cái mạng của anh ảnh nồi. Bầm cái bầm cho nát rồi tiêu hành ớt tỏi rồi nhậu được bạn. Ở bên Singapore làm cháo ớt Singapore nó kho giống như ớt này kho vô cái nồi bỏ cháo chanh rồi. Kho biết không? Kho giống như cái chân cái thịt. Rồi, vô cái nữa đây. Chưa? Yeah. Các bạn miếng nha. Cái đến mùa hè bên này cái cách một tuần cái đi hai bữa vậy các bạn ơi. Đó. Kiếm hai bữa kiếm mấy ớt tươi ăn. Phải chịu khổ chịu khất mới được. Thức khuya dậy sớm. Thì chắc bữa này bữa cuối luôn. Mà xua luôn rồi. Mà tốn qua là tính đi về đó, ba con là đi về rồi. Ghi ráng chạy chút cái ngừng xe lại chỗ thấy nó thưa thưa á. Đi về đi. Anh kêu đi về đâu mà. Đúng 2 giờ. Sao nhìn thấy về cũng sớm, bình thường 2 giờ mới về mà đang ngủ nghe này rục rè rục rè rục rè nghe mở mắt lại nhìn đồng hồ muốn. Xong anh chạy tới kia anh tắt vô nữa anh thấy nó thưa thưa. Tại bên tim hơi bị rớt, anh rớt pin chứ không thôi riêng bên này mình cầm sáng là mình đi cứ đúng rồi. Dỡ lên dính là mình chập luôn. Ớt nhỏ nhỏ này giống bữa hồi kỳ em với anh câu ở trên mương. Không biết mình thấy gà nhỏ mà sao rau răm lớn dữ. Rau răm nhà trồng luôn mà tốt mà.
lâu lắm rồi mà ăn gà hấp xả lại cho các bạn. Gà 15 con hả? Dám đâu. Không ăn đâu rồi chứ không ăn. $20. Bữa nay bữa nay bao nhiêu rẻ rồi. If I buy 10, it's $10 nhưng mà ta lấy hết rồi. Gà này mới ngon được kìa, chứ không phải gà mua kiểu kia đâu. Gà này dai ăn không? Gà này á, mới cưỡng mới chạy. Cho nó ngửi cho con. Chưa về đâu, nó chưa có cửa. Tơ. Kẻ tơ. Tơ bà, ăn thử đi. Rồi. Rồi nè. Ngửi ngửi chút xíu cho làm miếng ớt đi, trước đi. Cho nó ngửi cái hả? Cho nó ngửi cho nó. Smell so good. Xả rồi hả? Cái ngày hôm qua nè. Ăn bầu cũng ngon, bầu nhà trồng nữa, mình vẫn kéo đồ mình trồng không? Ớt thì đi bắt, đó. Bầu thì trồng, rau răm trồng, gà thì nuôi về vườn. Mày làm sao bạn muốn ngoài chợ để nấu sách tiên? Mình nhìn nghiêng, mình bữa mình coi cái số gì à? Cái bạn á, cái thằng mình đã làm cái YouTube đó, nó giống cái thằng nghiêng. Cái bạn hả? Dạ. Yeah. Cái bạn hả các bạn? Cái bạn á, cái bạn mấy người trên mình à, miền núi ở. Mình nhìn cái thằng nó tóc rồi cắt giống nhau nó nguyên giống dân tộc miền núi à? Không, cái thằng đó nó đen rồi giống dân tộc miền núi. Nó quay nó ở dưới này cho mới lên nó quay mấy người cá ba, cái bạn mềm mồi, người Mông, người Mùng, người tùm lum lá. Cái video nó cũng hay đó, cái YouTube nó hay đó, nó lên giới thiệu bản sắc dân tộc với lại cũng như nó xây nhà xây cửa. Ồ, vô coi thằng đó, cái thằng một mình đó luôn á, một mình đó không đó, nó có một mình đó, rồi nó răm nó cay luôn á. Khối một điều lâu ăn lại ngon chứ. Lát lấy cọng cắm vô chứ. Gà chạy bộ hấp xả. Không, cái này không bỏ nước nha các bạn. Dừa. Ngon. Dừa. Thơm. Đồ lâu ăn lại ngon, lát xem mừng. Ngon. Bữa giờ ăn cái này gì cũng tốt. Đó, bởi vậy nó nghiên cứu mà. Hổm giờ toàn là seafood, cua, cá. Thò, nghêu, ốc hến tùm lum, bây giờ bút lại cái này ngon. Con muốn đồ chanh á, chấm muốn đồ chanh không? Bởi dữ, ngon. Cheese after with an egg. Mua mấy con mới bán 10 đồng. Thôi mua hết á, mua mảo á. Đâu có mua mảo được. Mua mảo là bao nhiêu? Đầu vịt nha các bạn. Đầu không? Vịt ướp đưa cho thiên trái nhiều hả? Nhiều nấu canh nhé. Hỏi em như không ăn bởi vậy. Chút xíu ăn à. Đầu vịt mà cái này ướp gì cho thiên? Ướp gì? Ướp xả hả? Cho anh. Ướp xả luôn. Ở đây hả? Ướp xả. Biết đâu nó ướp sẵn luôn cho anh. Đi Hoàng ơi. Really good. Đầu vịt là chuẩn bị đang nướng nữa các bạn. Giống than dữ này ăn dữ thì chứ. Ớt thì vẫn còn nha. Ớt thì bắt được khổ vẫn còn, hình như còn xả không vậy. Rồi rút. Rút làm đi bia không con? Hùng ăn thử đầu dịch. Đầu dịch nè, gặm bia với đi rút luôn á. Còn miếng gà nè, Hùng phải ăn miếng gà. Gà trống bữa nó o. Try piece of. Nè bia bên này là nó. Hà Nguyên, hình như kỳ Nguyên. Có ghế này nè. Có ghế này nè. Ghế. Chia hết. Anh đi đâu? Hà Nguyên, hình như cái lần này mình bắt ếch là hình như lần cuối cùng hay là còn nữa ta? Nếu mà ráng đi vẫn có nữa chứ hả? Không đi bộ này pha xua luôn. Bộ canh 11, 12 giờ đi là pha xua. Có sợ ăn được chứ dù nó nhiều quá. Dạ, nhiều. Ok, bye bye Thanh Lầy, bữa sau đi bắt ếch theo rượu anh mày nha. Bye. See you next year. See you. Ông cả chứ, bóng phải đi ráng à. Đầu dịch nè các bạn, nói đầu dịch là uống bia nha, đầu dịch mà barbecue mà uống bia là má la luôn. Yeah. You been working out? I haven't, but. Hai Nguyên, nè coi là hai vợ chồng ăn bắp, ăn bắp nhà mình trồng cho nó ăn tới thương quá vậy nè. Hai Nguyên cái với cảm giác ăn bắp nhà anh trồng như thế nào năm nay? Anh chưa? Anh chưa?
không mình nó gọn đúng không? Trời ơi. Tôi nghe có chiều anh là phải chờ tí dữ qua kêu đi để bắt đi quay mới được. Rồi đi vô đây là lần đầu tiên nha mình trong nè. Yeah.